Chúng ta của 8 năm sau, hóa ra ông Quảng là người đã sắp xếp cho Dương vào công ty Giang Khánh. Vậy là cuối cùng thì Dương đã đồng ý gia nhập vào công ty Giang Khánh, trở thành đồng nghiệp của Lâm và bắt đầu một hành trình cùng Lâm sau 8 năm xa cách trong ai oán. Mọi thứ cứ tưởng như vô tình nhưng lại hóa ra là hữu ý, bởi một lần nữa ông Quảng chính là người đã ra tay sắp xếp mọi việc. Việc để cho Dương gặp lại Lâm cũng là chủ ý của ông, bởi sau những tháng năm ngồi trong tù chiêm nghiệm, rồi chứng kiến Dương bao năm qua vẫn một mực nhớ tới Lâm, ông Quảng khi biết Lâm trở về vẫn còn độc thân không yêu ai, ông đã sắp xếp cho Dương gặp lại Lâm, xem như là lời chuộc lỗi cho những sai lầm mà 8 năm trước ông đã gây ra cho con gái. Năm xưa, chính vì hành động đưa tiền cho Lâm và ép Lâm ra đi đã khiến cho trong Dương đầy những hận giận bố, và suốt bao năm qua cô cũng không hề một lần đến thăm ông. Tuy vậy, tấm lòng của người cha nào ai thấu, ngay cả khi ở trong tù, ông Quảng vẫn sắp xếp mọi việc để bảo vệ và lo lắng cho Dương. Khi bị dính vào vòng lao lý, ở trong tù với 4 bức tường là thời gian mà ông Quảng ăn năn, hối lỗi với những gì mình đã gây ra. Ông cũng ân hận vì cách hành xử của mình với Dương quá khắt khe, chỉ dùng tiền mà không hỏi cảm xúc của con gái ra sao. Và khi hay tin bà Họa, ông Lực bị tai nạn ra đi, ông đã rất lo lắng và thương xót cho Dương. Nhưng một kẻ đang thụ lý án tù như ông có thể làm được gì? Ông đã liên lạc ra bên ngoài cho Đức trợ lý của mình sắp xếp mọi chuyện, từ tiền bạc cho đến kinh tế, rồi kể cả việc công ty chỉ du mà Dương đang làm cũng là do ông Quảng gửi gắm sắp xếp. Tuy nhiên, ông biết con gái mình là người có tài năng, ông luôn gửi gắm và tìm mọi cách để Dương có cơ hội tốt nhất thăng tiến trong công việc. Và đặc biệt khi biết tin Lâm lại trở về đang làm cho công ty Giang Khánh đẳng cấp, ông Quảng đã cho Đức gọi điện đến cho chị Du giám đốc. Chính vì vậy mà chị Du đã âm thầm gửi bản thiết kế của Dương đi tham dự tại công ty Giang Khánh. Chưa hết, chính Đức còn trực tiếp gọi điện đến cho Lâm để anh biết và chủ động sắp xếp. Chính vì vậy mà ở phút chót, Lâm đã tự ý thay đổi bản danh sách lọt vào vòng trong của Nhự ý lựa chọn, và bắt đầu là một cuộc gặp lại đầy ai oán giữa Lâm và Dương. Thì ra ông Quảng đã hối hận khi nhận thấy Lâm là một chàng trai bản lĩnh, giờ đây đã có cơ ngơi tiền đồ. Lần này ông đã đổi ý muốn tác duyên cho cả hai, nhằm có thể chuộc lại một chút lỗi lầm năm xưa mà mình đã gây ra cho cô con gái.